Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em trở lại một cái video là em bên em về khá là nhiều đồ các anh. Đó, thì hôm nay em sẽ lên cụ thể từng món đồ cho các anh. Đầu video mọi người cho giúp em một nút like và một nút đăng ký kênh nhé. Để bên em có về cái mặt hàng nào mới thì các anh sẽ nhận được ngay. Đó, thì hôm nay bên em có về cũng khá nhiều đồ các anh. Hôm nay em video lên vội có những bộ lọc khí cực kỳ VIP đó, bộ lọc khí tách nước anh nhé. Đấy, hàng Orion đấy, hàng của nhà toàn bộ cái bộ nhôm dày luôn vậy. Cái bộ này dùng thì đúng không biết khi nào nó mới hư, để tí em sẽ lắp vào đấy. Rồi bộ lọc khí ba đầu của Hitachi giá đang rất tốt này, 400 ngàn, toàn bộ bằng nhôm hết. Nhôm dày 5 cm các anh. À, dày 5 ly nhầm. Đó. Không biết. Rồi đấy, hôm nay có những cái ổ điện Mỹ các anh. Này, các anh nhìn ổ điện Mỹ này. Đó, các anh thấy chất Mỹ chưa? Giá cực kỳ rẻ nhé, 125V này. Made in USA này. Ổ điện này, ổ điện cổ các anh ạ. Các anh nhìn cái màu sơn ổ điện cổ các anh nhé. Đấy, cái này 100 ngàn này. Nó hơi bị móp một xíu bên cạnh này. Đấy, cái ổ này thì đẹp hơn. Này đẹp hơn thì 150 ngàn. Đấy. Anh nào mà thích sưu tầm đồ cổ thì các anh lấy con này này. Con này thì nó bị mất tem rồi. Cả hai con giống y chang như nhau. Nhưng mà cái con này thì còn tem. Đó. Rồi. Đấy, bên em về được mấy con lọc của Abelian Body của hàng này, của hàng USA các anh nhé. Đó, nhưng mà nó sản xuất ở nhà máy tại Trung Quốc đó. Còn cái hàng này nó là hàng của Made in USA. Đây, em có để hai con đây để các anh xem này. Đấy, nó đều có chứng chỉ UL là thị trường Mỹ các anh nhé. Đấy. Như sản xuất ở Trung Quốc, đấy, nhà máy thì nó đặt tại Trung Quốc. Còn nó là hàng của USA các anh nhé. Con này xịn lắm. 21A đó. Mới kinh khủng luôn. Đó, rồi bên em về các cái dây sen tắm này, dây vòi này. Các anh nhìn cái dây này các anh mê luôn. Đây em cho các anh xem. Toàn bộ nó bằng đồng thau hết các anh nhé. Cái này dày cực kỳ luôn. Đó. Hàng cao cấp các anh nhìn này. Nó em đang bán giá cực kỳ tốt. Các anh lấy mỗi nhà các anh lấy khoảng 4-5 sợi các anh dự phòng, kiểu gì nhà các anh cũng hư, bắt buộc phải thay. Mà con này đồng thau 100% các anh nhé. Đây đây, em đã tháo thử xem này. Cũng hàng bãi về được chất lượng. Từ cái vỏ này bằng đồng thau này. Cái này bằng đồng thau này. Cái này bằng đồng thau. Đồng thau 100% luôn. Đấy, dài 120 cm, 1m2 các anh nhé. Các rắc được cái đứt rồi. Đó. Ổ cắm đứt rồi. Ổ cắm đứt cành đó. Rồi các cục lọc nhiễu loại to này, to. Đấy, cái này nó 13 1,3 cm, cái đường kính này. Cái đường kính này 1,3 cm. Có cả loại lọc nhiễu nhỏ này, đường kính là 8 cm này. Đó. Rồi dây này, các cái rắc được cái Nhật này. Đó. Tụ dầu các anh nhé, tụ dầu hôm nay có mấy cặp này đẹp lắm. Rồi đồng hồ là các anh này. Đồng hồ đó áp cao này. Đấy, cái đồng hồ này các anh cực kỳ khó tìm, cái đồng hồ của Mitsu. Hiếm có cái đồng hồ là các anh thấy đo nó đo 9.000V chưa? Đó. Cái này ai mà ai sưu tầm thì các anh lấy. Đấy, có các cái đồng hồ này. Đồng hồ A này. Con này hình như trước em bán 150 ngàn. Nay còn 120. Đó. Rồi, giờ em sẽ vào cụ thể từng sản phẩm các anh nhé. Đầu video các anh cho giúp em một nút like và một nút đăng ký kênh các anh nhé. Rồi. À, quạt hút mùi nữa. Nay em về quạt hút mùi nhà bếp các anh này, dòng Electrolux. Dòng này dòng cao cấp và dòng đời mới các anh nhé. Đó. Hàng này hàng đã dùng rồi bãi nhưng mà nó còn như mới. Hôm nay em có lắp cả demo luôn. Em lắp demo chung cư để các anh xem luôn. Đó. Con này dòng cao cấp các anh ạ. Electrolux các anh nhé. Con này cao cấp sao nó tự động hết. Không có nút nước gì cả. Các anh kéo lên là tự động nó chạy, kéo ra. Đó,
hút mạnh chưa? Con này hút mạnh lắm các anh nhé. Đóng lại thì nó đóng. Dòng cao cấp nó có cảm biến hết cả. Nó có công tắc hành trình đây này. Rồi. Đầu tiên em lên cho các anh là cái mẫu quạt hút mùi bếp bên em mới về các anh nhé. Đấy thì dòng này là dòng của Electrolux. Đó. Nó là quạt hút mùi bếp cao cấp các anh nhé. Nó là dòng cao cấp đấy. Đấy, giá bên em đang bán là 1 triệu 7 trên một cái. Bằng với lại cái mẫu quạt cũ. Cái mẫu quạt cũ thì các anh mà lắp mà không có tủ bếp thì nó sẽ đẹp hơn. Còn dòng này thì nó thích hợp cho các anh có tủ bếp trên ấy. Thường bây giờ các anh cũng lắp tủ bếp trên và tủ bếp dưới rồi. Đó. Kích thước dài rộng cao này. Chiều dài này là 60 này. Cái chiều sâu vào trong này là 30 tiêu chuẩn này. Chiều cao từ mép này lên tới đây là 18. Đó. 60 x 30 x 18 cm các anh nhé. Hàng của Electrolux. Hàng này là hàng sản xuất tại EU. Đó, chưa biết là nó sản xuất ở đâu, nó chỉ ghi là made in EU thôi. Đó. Hàng Electrolux. Nó là dòng cao cấp các anh nhé. Vỏ lại bằng thép nhưng mà nó sơn tĩnh điện của châu Âu, xịn lắm. Đấy các anh nhìn. Nó dùng rồi nhưng mà người ta dùng lướt thôi. Đấy, thật ra người ta dùng lướt thôi. Đó. Thì con này tại sao nó dòng cao cấp là bởi vì nó dòng đời mới rồi các anh ạ. À, đấy. Em có lắp demo ở căn hộ một cái rồi. Đấy, thì em sẽ lên cho các anh xem. Đó. Này nó thích hợp với tủ bếp âm các anh nhé. Đấy, nó dòng đời mới, nó tự động hoàn toàn. Ở đây nó có các cái công tắc hành trình này. Đấy, các anh cứ kéo lên là tự động nó hút thôi. Đó. Ví dụ đây, mà nó hút siêu mạnh các anh nhé. Con này hút siêu mạnh đó. Này, em chỉ kéo lên này, các anh tự kéo lên, nó có 3 nấc. Kéo lên là bật bật đèn này, kéo nấc 1 là bật đèn này. Đó, các anh thấy không? Kéo nấc 2 là nấc số 1 này. Đó, chạy này, chạy vừa vừa này. Kéo nấc nữa này. Đó, kéo hết này. Đấy, các anh thấy chưa? Các anh đóng lại thì nó tự động nó tắt. Đó. Sau đây em sẽ chèn một cái video mà em đã lắp đặt kèm với một cái bếp âm luôn. Đấy. Để các anh xem nhé. Đấy. Hàng của Electrolux xịn sò lắm đấy các anh. Đó, con này các anh nhìn các lưới lọc của nó còn gần như mới. Hàng này nó cứng cáp lắm các anh nhé. Cứng cáp cực kỳ luôn. Đây, em sẽ đẩy ra để các anh xem mặt trong của nó nhé. Đó. Đấy, thì các anh có thể thấy này. Đó. À, con này ở New Zealand. Nè, con này này. Nó báo là cái gì nấu ăn này. Và cái gì cho cái gì đây này. Cho Australia và New Zealand. À, hay là nó cung cấp cho hai thị trường đấy đấy các anh. Chạy điện 220 này. Đó, các anh thấy chữ Australia và New Zealand đó. Thì toàn bộ cái này mới về, có những cái em bên em chưa vệ sinh thì các anh về vệ sinh đi nhé. Đó, còn nó chạy bao các anh chạy mạnh lắm đó. Thì dòng này nó có công tắc này on off ở đây, thì cái này lúc nào cũng các anh cũng phải để on này. Đấy, ở đây nó có các cái công tắc hành trình này. Đấy, các anh cứ kéo ra là tự động nó chạy thôi. Nó có 3 số 1, 2, 3 đó. Đóng lại này. Đấy, lưới thì nó có một tấm lưới lọc bên trong này. Đấy, nó có một tấm lưới lọc ở bên trong. Nó dòng này thì đúng thật là nó là dòng cao cấp, dòng đời mới hiện đại cho các cái căn hộ chung cư đời mới bây giờ các anh nhé. Đó. Dòng bếp này của Electrolux thì khá nổi tiếng. Đó. Giờ 90% là các anh dùng Elect rồi. Đó. Họ đó, cảm biến hoàn toàn các anh nhé. Rồi. Giờ em xin chuyển sang sản phẩm tiếp theo.
Tiếp theo em lên cho các anh này. Em về dây dây này dây bãi các anh nhé. Đó. Sen tắm dây vòi này. Đó thì các anh để làm xịt sen tắm hoặc là vòi xịt của toilet đấy, thì dòng này nó dòng cao cấp. Tại sao nó cao cấp? Nó bằng đồng toàn bộ các anh nhé. Cái dây nhà các anh có thể han gì chứ cái này nó bằng đồng toàn bộ này. Đây là em có tháo bung một bộ ra để các anh xem này. Đấy các anh nhìn cái chất người ta phay cái này là ánh kim mạ niken, như vậy là các anh biết nó dòng cao cấp rồi. Y chang như vòi của Toto vậy đó. Đó. Mà cái này nó dày lắm các anh ạ. Cái này này. Nó dày kinh khủng luôn ấy. Đó, người ta thiết kế ở đây là để các anh ngàm cái đấy vào đây. Đây, dòng cao cấp người ta thiết kế các anh này. Không phải trơn hết. Có hai cái ngành để các anh bắt cái mỏ lết không bao giờ nó bị chày cái này. Đó, thường ở mình là người ta làm trơn hết nhưng mà cái này người ta không, người ta khía hai cái ở đây. Đó. Và các anh nhìn những cái mà nó khía khía caro như này là chỉ những dòng dây tốt người ta mới làm thôi. Mà bản thân cái này nó tốt rồi. Nó bằng đồng thau 100% các anh nhé. Cả cái dây này nó cũng bằng đồng thau luôn. Đấy các anh cứ về các anh cà ra hoặc các anh cắt ra các anh cà xem có đúng như là em nói. Đồng thau 100%. Cái dây này giống y chang như mấy cái vòi Toto kia. Xịn lắm. 1,2 m một sợi các anh nhé. Đó đây. Một bộ của nó như vậy này. Đây. Đồng đồng của các anh nhìn đồng nó vàng óng này. Đó. Em đang bán giá cực kỳ tốt các anh nhé. Em về được khoảng 200 sợi. Mỗi anh lên lấy 3 sợi hoặc 5 sợi thôi. Bởi vì vòi nhà các anh kiểu gì cũng hư. Đó. Thằng này chịu áp cao nữa. Đồng 100%. Đấy em bán là 80 ngàn trên một sợi các anh nhé. Một sợi như này là 1,2 m này. Đấy. Dây sen tắm. Dây vòi xịt đấy. 80 ngàn một sợi. Đồng thau toàn bộ luôn. Đấy. Dòng cực kỳ cao cấp. Rồi em xin chuyển sang mã tiếp theo. Rồi, sản phẩm tiếp theo em giới thiệu với các anh là cuộn dây anh ạ. Thì đây là dây nguồn của camera này. Đấy, dây này là dây 2 nhân 2,5 đó. Đó. Dòng này là dây chuyên dụng ngoài trời các anh nhé. Dây nguồn của camera ngoài trời. Đó. Toàn bộ là dây nguồn của camera đó. Đó camera các anh nhé. Đó. Ừ, giờ em sẽ test thử cho các anh. Tiếp theo em có còn sót rồi, được một cái ổ điện Đức cái này 100 ngàn, video trước 120, cái này còn cái bán 100 ngàn. Tiếp theo là em lên cho các anh nha, cục lọc nhiễu các anh nhé. Ừ. Cục lọc nhiễu loại này em về là nó tải được dây đường kính từ đây tới đây là 1,3 cm. Thì nó tải khoảng dây 25 chấm thoải mái các anh. Nhưng mà nếu mà các anh mà đi qua hay làm cái gì vào các cái nhỏ ấy, thì các anh lấy cái con 5 ngà một cục này thôi. Đường kính nó 8 mm. Đó. 8 mm là gần 1 cm các anh nhé. Đó. Thì nó nhỏ gọn hơn. Đó. 5k một cục, hoặc là các anh mới thích thì các anh mua 2 cục, các anh cho rời lối tiếp nhau thì nó nhiều hơn. 5 ngàn một cục, toàn bộ là hàng của TDK các anh nhé. À con này Mac hàng châu Âu các anh ạ. Con này của Mac là hàng châu Âu nhé. Mac là hàng châu Âu các anh. Lọc nhiễu châu Âu. Dòng này thì của TDK này. Dòng này là tháo máy TDK Nhật Bản. Thằng này thì nguyên, mới nguyên Mét hàng châu Âu. Rồi các anh lên mã cho em nhé. Lọc nhiễu 5k một cục, loại nhỏ và cái đường kính lỗ to hơn là 1,3 cm thì 25 ngàn một cục như này. Rồi em xin chuyển sang mã tiếp theo. Tiếp theo em lên cho các anh là cái bộ rắc đực cái của Nhật các anh này. 150 ngàn một bộ như vậy các anh nhé. Về các anh DIY vào đấy gì đấy. Thì ở đây người ta đang đi cái dây này là đi dây 5 chấm các anh này. Đó, dây 5,0. Đó. Thì cái này của Nhật. Đó, cái này ở đây thì nó có 2, 4, 6, 7 chân. 7 dây các anh không thích thì các anh bỏ đi. Đó. Các anh dùng 3 dây, 2 dây gì đấy tự các anh ấy nhé. Size này size 24. Size 24. Em cũng chưa hiểu nó size gì nữa. Đấy. Rồi, đó. 150k một cái. Đây em còn hai cái công tắc đuôi chuột các anh này. Còn nguyên ngàm.
Cái này thì nó đi 6 trần nhưng mà nó chỉ có on off thôi. Có hai nấc rồi. Đó, 80 ngàn một cái, còn hai cái các anh nhé. Anh nào nhanh tay thì lấy này. Đó. Em xin chuyển sang mã tiếp theo. Theo em lên cho các anh hai cái đồng hồ này. Đây cái đồng hồ đo ampe, đấy 120 ngàn. Cái này nó 10 cm các anh nhé, vuông 10 cm. Đó. Đường kính ở đây là 10 luôn này. Đó thì con này xịn lắm. Con này trước thường em bán 150 ngàn nhưng hôm nay chỉ có một con thôi. Em bán cho các anh 120 ngàn luôn. Đó. Nó tròn các anh nhé, nó tròn nên là các anh đi qua nó rất đẹp nhé. Tròn, nó dài vào trong này khoảng 15 cm này. Đấy, nặng lắm. Nặng phải gần phải 8 9 lạng một con đấy. 120 ngàn quá rẻ. Tiếp theo là con này các anh nhé. Con đồng hồ đo áp cao này, con này thì cần thiết này. Con này anh nào đúng mà làm điện thì các anh nên nên lấy một con. Bởi vì có những cái cục biến áp ấy nó ra dòng điện cực kỳ cao. Đó thì mấy cái đồng hồ ví dụ nó ra khoảng 6.000 V đi mà các anh đo bằng các cái đồng hồ bình thường của mình ấy hư hết đồng hồ vạn năng luôn. Đấy, hư hết toàn bộ đồng hồ các anh nhé. Cháy liền, nổ liền. Đó thì nếu các anh có con này thì các anh thử được luôn. Đấy, các anh sẽ biết là nó điện áp nó đang ra là bao nhiêu kilovolt. Đấy. Con này nó đo được 9 kilovolt này. Là 9.000 V này, đó. Con này các anh mà mua nó phải cả triệu mà con này hàng mới nhé. Đó, hàng của Mitsubishi các anh nhé. Đấy. Đấy, các anh thấy biểu tượng của Mitsu này, hàng mới trong hộp luôn. Đó. Kim chiếc này còn ok lắm, 250 ngàn một chiếc, em chỉ có một chiếc duy nhất. Rồi, em xin chuyển sang mã tiếp theo. Em lên cho các anh các cái mã tụ dầu các anh này. Nay có cặp tụ dầu này ngon lắm này, tụ dầu Mỹ này. Đấy, con này trước em về mà hết hàng. Chicago các anh nhé, đó, hàng của Mỹ. Tụ dầu, đó, 1 triệu một cặp này, size to các anh nhé. Con này các anh mà mua những chỗ mà không biết người ta bán phải 1,5 triệu một con. Ừ, tụ Chicago, tụ Mỹ hẳn hoi các anh nhé. Đấy, thằng tụ SKT này cũng tụ Mỹ luôn. Nó hai cái máy giống y chang nhau nhưng mà con này lại tụ này, con máy kia lại tụ này. Đều thông số là 12 12 UF các anh nhé. MFD với UF là ngang nhau nhé. Đó. Em bao các anh trên 12 UF luôn, đo bằng đồng hồ luôn. Đó. 1 triệu một cặp, em chỉ có một cặp duy nhất thôi. Con này hàng hot rồi. Là nào về các anh cũng tranh các anh lấy hết cái cặp này. Đó. Các anh lên cho em cặp mã số 1 nhé, 1 triệu. Lên cặp mã số 2 này. Đấy, con này 1 UF 3.000 V. À 3 3.000 W. 3.000 V trên watt ấy. Đó. Đấy, con này cũng chịu áp cao này. Con này các anh tụ của Nichicon các anh nhé. Đó. Ừ. Em lô này em bán theo cặp các anh nhé. 520 ngàn một cặp hai chiếc như thế này. Đó, giống y chang như nhau. Tháo trên cùng một máy. Đó, thì các anh làm phân tần hay làm cái gì là phải cặp rồi đó. Đó, đây một cặp này, đây một cặp này. Đó. Mã số 2 các anh nhé. 520 ngàn. Tiếp theo là mã số 3 này. Cặp này 400 ngàn, 20 UF. Tụ này tụ Toyo, nói tụ của Nhật. Nó tụ của Nhật các anh nhé. Hai cái giống y chang như nhau. Một cặp, lô này em bán theo cặp các anh nhé. Đó, 400 ngàn một cặp. Tiếp theo là mã số 5 này. 30 UF, 250 ngàn. Tụ dầu hết các anh nhé. Toàn bộ lô này tụ dầu. Tụ này tụ Nhật, 30 UF. Này, còn mới chác luôn các anh. Ừ, các anh về chế phân tần hay chế cái gì các anh chế. Tiếp theo là đến cặp tụ này. Các anh lên mã số 5 các anh nhé. Cặp 250 ngàn. Tiếp theo cặp mã số 6 này, 450 ngàn một cặp này. Đấy, tụ này 32 UF. Đó. Tụ của Suzuki các anh nhé. Đó, tụ này ngon này. Tụ Nhật, tụ này cũng khá nổi tiếng. Xịn sò. To các anh nhé, size to. Nó size to. Đó. Rồi, các anh lên mã cho em. Mã số 6. Rồi. 450 ngàn một cặp. Có cái rắc cá nông các anh nhé. Rắc cá nông đực các anh nhé. 4 ngàn một cái. Thì cái này nó hàng bành về thấy nó cũng được thôi chứ không phải xịn. Bán như giá ve chai để các anh về thích thì các anh độ chế chơi vậy. 4 ngàn một cái các anh nhé. Quá rẻ. 4 ngàn một cái.
Tiếp theo em lên cho các anh hai con lọc nguồn các anh nhé. Con này các anh chơi âm thanh thì hết ý luôn. Đó, 21 A các anh nhé. Đó, thì dòng AB Allen Buddy này các anh này. Dòng lọc nguồn này nó là của Mỹ các anh nhé. Đó, nó là của Mỹ. Nhưng hai cục này nó sản xuất tại nhà máy Trung Quốc thôi, nhưng mà nó cung cấp cho thị trường Mỹ. Đấy, UL các anh này. Chứng chỉ UL. Đó, con này chơi âm thanh thì hết ý luôn các anh nhé. Đấy, là một là hai là ba tiếp địa này. Đấy, các anh đấu dây lửa ở đây, dây nguội vào đây. Đấy, đầu này ra dây lửa, dây nguội đấy, hàng mới thép 7 màu luôn. Em tháo máy xuống được hai con duy nhất. 430 ngàn một con các anh nhé. Đó, anh nào chơi âm thanh nên lấy nhé, nên lấy. Trước thì em lên cho anh hai cái ổ điện Mỹ coi này. Ổ này 100 ngàn thì bị móp. Ổ này 150 ngàn thì đẹp hoàn hảo. Đó, nhưng con này thì nó còn nguyên cái tem này của Mỹ này. Đấy, các anh có thể thấy made in USA này, ổ điện này. Đó, đúng tem Mỹ. Nó chứng chỉ UL này. Đó, tất cả các đồ điện lưu hành thị trường Mỹ là đều có chứng chỉ UL này các anh nhé. Đó, con này móp thì 100. Con này đẹp hoàn hảo, 150 ngàn, nhưng mà nó lại không còn cái tem, nó giống y chang như nhau. Con này đồ cổ này, anh nào thích chơi đồ cổ sưu tầm thì mua nhanh tay, em chỉ có hai chiếc thôi. Rồi, em xin chuyển sang sản phẩm tiếp theo. Tiếp theo em lên cho anh các anh là hai bộ lọc khí tách nước. Bộ này em bán quá tốt này, toàn bộ bằng nhôm, hợp kim nhôm, hàng của Hitachi. Nhôm này nó dày 5 ly luôn các anh. Nhôm 3 mắt thăm dầu. Bộ này bình thường ấy, nếu mà mua nó phải tầm 2-3 triệu một bộ này. Đây chỉ có rách cái tem này, với em lấy được giá tốt, em bán cho các anh giá cực kỳ tốt, 400 ngàn một bộ. Coi như là bán ve chai. Này, em cho các anh xem cái lọc của nó còn trắng pốp này. Đây có cái mắt thăm ấy nhé. Chỉ dòng lọc cao cấp mới có mắt thăm thôi. 400 ngàn. Cái này các bạn lên nhầm mã hay sao? Hình như con này 5 550 một bộ thì phải. Đấy, bán 400 các anh nhé. Đã lên mã rồi em bán 400. Hitachi đó. Các anh bán nhôm là lời rồi. Con này nó nặng khoảng 3 kg. Bán nhôm là lời. Rồi, em xin chuyển sang mã tiếp theo. Mã tiếp theo là con này các anh nhé. Bộ này thì 900 ngàn. Đó. Đó, bộ này nó kèm hai con đồng hồ của SK này. Đo được 15 kg. Đó. Cái ống hơi này nó nối sang con đồng hồ này, ống hơi này nó nối sang con đồng hồ này. Đó. Các anh nhìn cái lọc của nó còn như mới này. Đó. Chưa có dầu mỡ gì. Anh nhìn này. Đó, cái chóa này. Đó. Nó đo được gần 10 kg các anh nhé. Chịu áp gần 10 kg. Đó. Hàng của Nhật. Gần như chưa sử dụng. Rồi. Bộ này 900 ngàn các anh nhé. Đây, hôm nay em giới thiệu đến mọi người một con này là quạt hút hoặc là cấp gió tươi các anh nhé. Hàng của Siemens. Nó mới 100% chưa sử dụng các anh nhé. Con này toàn bộ là mới 100% chưa sử dụng. Con này sản xuất ở Cộng hòa Séc. Tiệp khắc đấy cả. Đó. Công suất là 1 kW. Kích thước là 50 x 50 x 60 cm. Em đang bán là 3 triệu rưỡi, nặng 40 kg các anh nhé. Nguyên bộ này nặng 40 kg. Đấy. Các anh nhìn hàng Siemens chất lượng. Các cái lồng này. Nó bằng cái này, nó bằng cái vải bố ấy các anh. Vải bố đấy. Ở đây nó có cái miệng tròn này. Đấy, cái miệng tròn 30 cm. Ở đâu? Miệng tròn này 30 năm gần 40 cm. Đây. Đây, con này là hàng của Siemens các anh nhé. Mới 100% chưa sử dụng các anh. Nó về nó còn nguyên bao cái bao bì bọc của nó. Đấy, em chỉ tháo ra thôi. Đấy, con này chạy 230 hoặc 400 V này. Đó.
3 pha các anh nhé. Đó. Anh nào nếu chạy điện 220 thì mua một con biến tần khoảng 500 ngàn. Đó. Em bán cho các anh luôn. Nói chung là các anh không phải quan trọng về điện. Điện nào cũng chạy được hết. Đó. Hàng của Siemens. Mới 100% các anh nhé. Đấy, còn nguyên các chân đế cao su để giảm chấn này. Để bắt, đấy, các anh bắt vào đây. Motor là Siemens. Đấy, cái đầu bơm này của nó này. Đầu bơm này của cái gì hay? Cái lồng này là của Hepbun hay cái gì này. Cái motor là sản xuất ở Tiệp Khắc anh nhé. Đấy. Nikocha gì đây. West Dambert này. Đó. Đó, con này thì các anh mà hút, con này em nói tác dụng của anh nhé, dùng để hút hoặc là cấp gió tươi đấy, thì con này nó phù hợp với lại, nó phù hợp với cái này các nhà hàng khách sạn hay nhà các anh mà nhà 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 ngột ngạt đấy đó, thì một là hút, nhà các anh mà nhà ống nhà kín các anh muốn hút khoảng 2 phút thôi là thông thoáng cái bếp liền thì các anh dùng con này. Các anh mua một con này thôi thì các anh phải dùng 10 năm trở lên. Nếu mỗi ngày các anh chỉ hút khoảng 10 15 phút. Đấy, riêng con motor Siemens này thì nó chạy thì nó hút mùi bếp là nguyên một gian bếp nhà các anh vậy, nó hút khoảng như với tốc độ hút của con này các anh chỉ bật khoảng 2 phút thôi là xong. Là bếp của các anh, nhà các anh đảm bảo không có một mùi nấu ăn gì. Hàng của Siemens mới 100% các anh nhé, chưa sử dụng. Chỉ đây. Thì có chỗ bên này là nó qua thời gian nó bong tróc sơn lên một chút rồi. Còn nó mới 100% các anh nhé, chưa sử dụng. Đó. Nhôm nó còn ấy lắm, bên này là sơn nó bong ra thôi, còn các anh thấy toàn bộ vỏ nhôm. Em đang bán là 3 triệu rưỡi các anh nhé. Đó. Đó, bây giờ em sẽ bật cái cam lên cho các anh xem cái lồng nó mới kinh khủng, chưa sử dụng, về còn nguyên bọc ni lông. Đây, các anh có thể xem này. Từng con ốc đến bạc đạn các thứ. Chưa có bụi luôn đấy. Chưa có bụi luôn. Rồi, em đang bán con này là 3 triệu rưỡi. Các anh hãy liên hệ nhé. Con này là hàng hiếm đấy các anh. Nhà các anh nào nếu các anh thật sự không quan tâm đến chuyện kinh tế lắm thì các anh nên mua con này đặt ở nhà một ngày bật lên khoảng 2 phút thôi là nhà thông thoáng liền. Đấy. Một là các anh hút thì hút đầu này. Đấy, đẩy ra thì nó đẩy đầu này. Nếu các anh cấp gió tươi vào thì cái này các anh cứ làm một cái họng gió các anh trổ thẳng vào nhà thì thôi. Gió tươi vi vu. Rồi em xin chuyển sang cái mã tiếp theo các anh nhé. Con này là 3 triệu rưỡi. Tiếp theo em có hai cái bình khí cơ nhé, bình khí nén. Thì cái này là bình châu Âu. Đúng. Con này nó rơi vào khoảng 40 lít gì đấy. Để em quay cái tem cho các anh xem nhé. Cái này hàng nặng mới về em để đây em quay video luôn cho các anh xem. Con này bình của Festo này. Này cũng cũng một thương hiệu nổi tiếng đấy ạ. Festo là thương hiệu khí nén của nước ngoài nổi nổi tiếng. Em không nhớ rõ nhưng hình như là của Anh Festo này. Đó này. Hai mươi lít cái này. Đấy, áp suất thử của nó là 24 kg này. Áp suất hoạt động của nó 16 kg các anh nhé. Ôi rồi. Bình này kinh lắm, bình này dày lắm. Bình Festo nó chịu áp cao các anh nhé, 16 kg. 20 lít. Đó. Con này thì nó để nằm ở dưới đây, nó có một đầu khí cấp vào, một đầu khí ra. Thì cái này nó để trữ khí thì nhiều hơn. Em đang bán giá con này rất tốt này. Chỉ có 900 ngàn một chiếc thôi. Các anh mua ở đâu mà được 900 ngàn được cái bình châu Âu như này, mới keng sa beng. Đường kính của nó là 20 cm các anh nhé. Nó chạy dài khoảng đây cho khoảng 70 cm đi, chưa đến 70. 65 cm gì đấy. Cả hai cái đầu này nữa thì 70.
Đấy, đường kính 20. Con này nặng khoảng 12 kg. Đó, 900 ngàn một chiếc, chưa bao gồm phí ship. Phí ship con này chắc tầm 50 ngàn nữa các anh. 950 ngàn là các anh có một cái bình chứa khí hàng hiệu rồi. Đấy, các anh nhìn này. Áp suất thử nghiệm của nó là 24 kg. Đó, áp suất hoạt động của nó là 16 kg này. Đấy, bình này chịu áp cao. Rồi, 900 ngàn một chiếc. Tiếp theo là em có một con bơm đẩy cao các anh nhé. Con này đẩy 70 m. Đấy, bơm này là bơm của Ebara. Đấy, là Ebara là một thương hiệu nổi tiếng của Ý các anh nhé, chuyên về bơm nước. Đấy, con này nó 2,2 kg này. Đó, chạy vòng tua là 7.100 này. Đấy, độ cao đẩy được của nó là 70 m các anh nhé. Đấy, mét khối trên phút. Là con này được đẩy được khoảng 4 khối, 4 khối một giờ, 4 mét khối một giờ. Con này thì nó đẩy cao các anh nhé, 70 m. Đấy, toàn bộ vỏ là bằng inox 304, nặng gần 40 kg. Nó sản xuất ở Tokyo, Japan các anh nhé. Ebara là một thương hiệu bơm nổi tiếng của Ý các anh nhé, nhưng mà con này nó sản xuất ở Tokyo này, nó sản xuất ở Nhật Bản. Đó, thì bản thân con này nó cấp cho cái dàn máy lọc, máy lọc nước RO đấy các anh. Đó, máy lọc nước RO. Cái này là cái màu sơn nó lên lau đi là nó hết anh nhé. Đó, toàn bộ là inox 304. Con này em đang bán là 3,8 triệu đồng các anh nhé, nặng 40 kg, toàn bộ bằng inox 304 hết. Này, chữ nhật các anh có thể xem. Con này cũng hiếm có, khó tìm đấy các anh. Con này bởi hiếm, em làm nhiều em biết con này hiếm. Nó không phải là dòng bơm thông dụng, nó đẩy cao 70 m các anh nhé. Đó, để thấy chữ nhật. Đường kính của nó thì nó vuông khoảng 17-18 cm. Đó, em về tiếp một con bơm này của Ranford, bơm nước cấp các anh nhé. Bơm nước cấp, con này thì đẩy cao 50.